xin chào tất cả mọi người. Thì Lộc Tàng lại tiếp tục cập nhật thông tin về Nhật 5 con vợ bỏ đi chưa về. À, lại tiếp tục câu chào đó nha mọi người. Hiện tại bây giờ Lộc Tàng đang có mặt ở nơi cửa hàng vật liệu xây dựng. À, cửa hàng này thì mọi người trước đó cũng đã biết rằng là anh em đã đến đây rồi, cập nhật cho mọi người rồi, là đến để thanh toán cái số tiền vật tư. À, thì ngày hôm nay có cả Hình Phi nè, đi để vô trả cái tiền vật tư xây cái nhà vệ sinh nha mọi người. Đó, là còn thiếu bao nhiêu thì Lực Tàng là người đứng ra để hỗ trợ. Còn Phi thì nó sẽ hỗ trợ trước mắt là với cái số tiền là như là 6 triệu. Còn đâu bao nhiêu thì Lực Tàng sẽ trích ra từ các quý mạnh thường quân của Lực Tàng để trợ giúp cho thằng Nhật là xây xong cái nhà vệ sinh đó nha mọi người nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để tính tiền trước. Rồi còn tiền bạc như thế này như thế kia thì mình làm rõ ràng luôn, để cho nó minh bạch tiền của các cô chú mạnh thường quân nhá. Đó, thì bây giờ mời tất cả mọi người vào bên trong này để gặp bà Nhật và gặp cô chủ vật liệu nhá. Cả nhà ơi, em đến đây mà em nhìn thấy con chó này nó gấu gớm quá. Em vẫn lĩnh được thôi. Anh em không mà mày làm gì mà ghê vậy chó. Ừ. Quên không mang cho mày cục xương. Nó quen mình không? Bây giờ con chó quen mình thôi. Đi. Đây mọi người thấy Nhật này lên đồ quá chưa? Quá không? Quá không? Đẹp đẹp như thế là Giang Đông Vương đi Đông Húc. Đây, bà chủ đây. Bà chủ đây đây. Còn cái này là hàng mới nhà vệ sinh. Bà gì kia? Thì 1.443.000 là phần nhà bếp, cái phần sau đó anh Trắng Nền đó. 1.443.000. Ừ. Với 27 cộng hết đi rồi, cộng tụi mày tha coi. Là cái tiền bếp là hôm bữa em chưa trả hả? Bếp này của em cứ sao này. À. Tiền sao? Rồi cái tiền bếp này là đủ tiền đưa cho Nhật rồi. Rồi bây giờ là đến là trả chưa? Tiền lát lát em đưa thanh toán bà chủ luôn. Phần này phần em riêng nè. Bữa bếp đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Là cái này là 1.450.000 phải không? 443. Rồi. Là bây giờ là bây giờ này em lấy ra tiền luôn. Em hỏi là cái tiền lấy ra trả luôn đi hoặc thu luôn. Thì mới trả được có nhiêu đây thôi. À, phòng vệ sinh là mới chở đây là 2.714.000 đúng không? Là đây tiền đó là tiền nhà vệ sinh. Là nhà vệ sinh. Rồi đó còn mua những cái phát sinh thêm là như mua gạch cháy. Không còn gạch thêm nữa. Cái này là chưa đủ cái hầm mà. Chưa, đang còn lấy nhiều mà. Cái này là mới chở đó thôi. Mới chở đó. Đang còn lấy nhiều á. Nhật vô đây. Để anh hỏi cho cái này là cái phần nhà bếp nè. Nhà bếp thì anh xong rồi này mày trả tiền nhà bếp trước đi. 1.443.000 này là xong cái bếp đây nè. Nè, cái này nhà bếp nè. Là đó, chịu nhiêu. Thế là đi. Đúng không? Là phần tiền nhà bếp nè. Đó là xong rồi bạn đó rồi. Nhà bếp ủa sao bữa là coi như chưa đưa bữa nay đưa đúng không? Chưa đưa luôn hết con. Hôm nay chở rồi. Nay mới cho con chở mà. Rồi trả tiền đi. Đó là xong nhà bếp, xong nhà bếp nè. Rồi coi như xong hoạch hóa đơn. Xong hóa đơn nè. Rồi ok. Là ngày hôm nay là tiếp tục đến cái phần là coi như nhà vệ sinh. Là coi như em còn thiếu cái gì không? Em bổ sung thêm cho chị đi. Đâu, chưa có lấy, chưa. Làm đến đâu lấy đến đó. Đến đâu lấy đến đó mà. Đây là làm bây giờ đó. Trước mắt á là em cầm tiền đó em cứ thanh toán cái số tiền này đi nè. Bây giờ là em sẽ trao cái số tiền cho Nhật cho quý vị khán giả. Đó là coi như là hai mạnh thường quân. Em đang giữ số tiền là 6 triệu. Là thứ nhất là chị đi Bắc Bình Thuận là giúp đỡ cho Nhật là 3 triệu để mà xây cái nhà tắm phòng phòng vệ sinh đó cô chú chị. Thứ hai á, là chị Út còn công Tiền Giang là 3 triệu nữa, là tổng hết là 6 triệu nha cô chú chị. Là bây giờ là Hình VTV cùng với anh em mình sẽ trao cái số tiền này luôn một cách cụ thể, một cách rõ ràng nhất. Là bây giờ thanh toán trước cái số tiền là bao nhiêu tiền đó là bao nhiêu 2.700.000. Rồi còn bao nhiêu đó thằng Nhật nó chở. Chở đâu. Thanh toán tới đó. Thì chắc chắn là còn tôn đồ các kiểu là xà gồ, xà gan đồ các kiểu rồi. Chứ lại là những cái đồ như là cái nhà cầu á là phải có cái chỗ mà để mà ngồi để mà đi vệ sinh đó thì nó cũng khá là tốn kém. Thì em đưa tạm thời là cứ thanh toán cho nó về cái góc độ này đi. Nó rõ ràng ha. Cái này là ngày hôm qua anh chở là cầm cái đó cho mai đó mà đến lấy tiền á. Đây cô chú chị thì em rút tiền ra rồi, giờ là em trao cho nó cái nè em cầm đây 500 nè, triệu nè, 1.5 triệu, 2 triệu, 2.5 triệu, 3 triệu, 3.5 triệu, 4 triệu,
4,5 triệu, 5,5 triệu, 6 triệu. Rồi ok, xong rồi cái phần tiền của em là 6 triệu. Rồi em bỏ cái đếm lại coi, đúng không? Đó có, nó có thương đương, nó thiếu gì đâu đó. 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, đúng. Rồi đây là hai mạnh thường quân nè. Hôm bữa là coi như hai mạnh thường quân này cũng đã giúp đỡ cho em là xây cái nhà bếp luôn. Bây giờ là hai mạnh thường quân này cũng có giúp đỡ cho em nữa. Là chị anh chị Út á là hôm bữa là tới nhà em rồi, em nhớ không? Là tới nhà em là giúp đỡ cho em là tiền vật dụng trong gia đình, và tiền cũng trao cho em một lần trước luôn. Lần này chị Út cũng anh chị Út cũng trao luôn. Là cái chị Y Bất Bình Định Thuận hồi trước cũng tặng cho em, bây giờ là chị cũng vẫn tặng cho em nữa, để cho em hỗ trợ cho em tối đa luôn cùng với anh em bên Mạnh Thường Quân Anh Tàng nữa đó. Chứ còn một mình bên kênh Huỳnh Thi TV thì không thể nào mà có thể giúp em hoàn thiện được, cho nên là cần phải 2-3 cây chụm lại thì mới cho gia đình của em được hoàn thiện đó. Thì em cầm cái đây em cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi, bên này nè, còn bên này là của người ta. Dạ em xin chân thành cảm ơn chị Y Bất Bình Thuận đã với chị anh chị Út ở bên Gò Công Tiền Giang hỗ trợ cho em một số tiền để mà dễ thanh toán tiền vật tư. 6 triệu để em đọc rõ ràng số tiền bao nhiêu. Chị Y Bắc Đình Thuận hỗ trợ cho em được 3 triệu, và anh chị Út ở Gò Công Tiền Giang hỗ trợ cho em 3 triệu, để tổng số tiền là 6 triệu đồng. Rồi là em đã nhận chưa? Em đã nhận đủ 6 triệu. Rồi ok, rồi dạ. Em thanh toán tiền đi. Đây là đổ về 3,7, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Rồi thôi lại là 300 ngàn. Đó, cô chú anh chị thì hãy tin tưởng anh em làm tới đâu là rõ ràng tới đó ha. Bây giờ là còn cái số tiền em là bao nhiêu, em đếm lại coi. 2 triệu 300 ngàn. 3 triệu 300 ngàn là bắt đầu là còn cái số tiền này á, là để cho là Nhật nó sẽ đi mua tôn tiếp tục với mua tôn theo. Tôn là với lại gạch cháy đúng không, gạch cháy tôn rồi xà gồ và cái mà đồ bồn để mà đi vệ sinh đó quý vị. Thì cái số tiền này gì thì có thể là cũng chưa có đủ đâu, mình nói là như vậy. Còn tô rồi nữa ở dưới là làm cái tấm đan là làm sắt rồi nữa, nó cũng còn rất là tốn kém. Thì cô chú và các anh chị mình hãy luôn theo dõi cái hành trình của các anh em là sẽ hoàn thiện cho Nhật, thì anh em sẽ luôn luôn cập nhật nhanh nhất và mới nhất để gửi đến cô chú và các anh chị. Là chúc anh chị Út và chị Y được gặp nhiều may mắn, sức khỏe, thật nhiều sức khỏe và làm gì được đó. Dạ, và cảm ơn những anh YouTube như kênh anh Lực Tàng, anh Hải Lòm, anh tên gì vậy? Anh Nhật Nam đã đồng hành làm việc cầu nối cho em. Cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân trong ngoài nước đã thời gian đã giúp đỡ em rất là nhiều. Em xin cảm ơn và rất cảm ơn ạ. Rồi, quên luôn anh Huỳnh Phi luôn. Anh Huỳnh Phi nữa thì. Rồi, bây giờ nó giỡn thì thôi. Bây giờ tiếp bước cái chương trình ngày hôm nay đó, thì sau khi mà xong cái phần tiền này rồi và em đã xong rồi, để có những cái điều bất ngờ tiếp theo thì cô chú và các anh chị mình xem là em và anh Lực Tàng và anh Nhật Nam sẽ đưa Nhật đi đâu và làm gì. Thì em nghe đâu đó rằng là có một người anh đó là trúng số tiền tỷ, thì không biết là trúng số như thế nào. Đây Lực Tàng đang trúng số chuẩn bị đi lấy tiền luôn nha mọi người. Thì cái vấn đề về cái toilet này nè, là em đã cầm 6 triệu ha của ông Phi, thì anh nghĩ rằng là nó sẽ không đủ vô cái toilet đó đâu, thì anh sẽ trích số tiền của chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Mỹ đang còn giữ của chị là 7,7 triệu. Rồi số tiền của anh Long Trần với lại gửi về cho em đi xúc bình xăng, nhưng mà không được xúc, là để đây là làm toilet không, là 5 triệu ha. Đó, cái tiền 7,7 triệu đó là trích ra 1 triệu để bữa mua nhang đèn khói rồi gà về cúng bếp á, thì cái đó anh sẽ đưa cho em trừ đó ra là còn 6,7 triệu ha. 6,7 triệu với anh Long Trần là 5 triệu là 11 triệu, cộng với Phi 6 triệu là 17 triệu. Thì em hy vọng rằng là cái toilet sẽ được hoàn tất nha mọi người. Đang còn lắng cả cái nền bên cạnh rồi đằng trước đằng sau nữa, cho nên là cần đến cái lượng tiền cũng khá lớn, khá nhiều nữa. Thì em hy vọng rằng là đủ, mà nếu không đủ thì cô bác tiếp tục hỗ trợ để cho anh em hoàn tất cái công trình toilet nhà vệ sinh cho Nhật, để có cái nơi mà cho các cháu nó giải quyết nha mọi người. Đó, thì tất cả mọi thứ là phải minh bạch rõ ràng ha. Còn Phi thì nó đã ok rồi. Cô chú nhì nè, giấy trắng mực đen đàng hoàng. Rồi, cứ sử dụng tiết kiệm chi tiêu, lấy cần lấy cái gì thì em cứ lấy, rồi sau đó là thanh toán hết tiền thì em báo anh ha. Sao là hết luôn tính luôn. Lần sau là tính rồi. Giờ anh cứ lấy đi, giờ toàn bộ lấy hết giờ làm cho quản. Quá ý là cô chú dựa đây nói là làm hết xong mới hoàn thiện nhổ nhà tắm luôn, lấy luôn lần một. Rồi. Vậy thì cũng được, không sao. Thì tiền này anh vẫn đang cầm đây, đâu có mất đi đâu được. Không thì em giao hết hoàn chỉnh luôn, để chắc nếu mà cái số tiền như vậy thì chắc tại vì là bây giờ chị biết không, tại vì là cái vấn đề của em á là em phải trao để cho thứ nhất á là giải ngân cái số tiền là của quý Bình Thường Quân. Ví dụ giờ nó tạm thời là trả chị như vậy đó, là cái số tiền bao nhiêu đó, còn bây giờ tiếp diễn như thế nào đó thì bữa nào là tổng lại là mình sẽ
thì trả sau, Nhật nó sẽ trả sau cho chị một cách rõ ràng minh bạch nhất, là kết cục luôn bạn, thì nhà tắm luôn. Đúng rồi, lúc mà hoàn thiện xong là tổng tài sản là thiệt hại bao nhiêu đó thì mình nói chung là đang còn nhiều cái dự án tiếp theo để giúp cho Nhật để cho mọi người, thì cái số tiền anh em sẽ tiết kiệm chi tiêu và xây cho nó hợp lý chứ không phải là vẽ chuyện nó để mà làm mà tiêu tốn cái số tiền rồi sau này ví dụ như có muốn làm cái gì nó cũng hết mất tiêu. Thì anh em vẫn đang kêu gọi, mong cô bác nếu mà thương tình Nhật nữa thì cứ có thể hỗ trợ qua các kênh của anh em. Số điện thoại anh em cũng luôn để trên màn hình đó, cô bác cứ gọi điện ha. Rồi, em cảm ơn chị chủ vựa vật liệu nha. Hỗ trợ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái chương trình là đi lãnh tiền vé số cái đã. Rồi sau đó là em sẽ đập cái mặt tiền của thằng này. Em sẽ quất hàm răng mới lại là hết coi. Là luôn tiện lên thành phố lãnh tiền tiền vé số trúng đập đắc rồi bắt đầu là khám luôn cho cái hàm răng của nó luôn nha mọi người. Xấu luôn. Trúng rồi, trúng độc đắc rồi, ở hẹn gặp lanh á. Ở hẹn gặp lanh. Em có hồi hộp khi đi lên thành phố hồi hộp tút lại cái vẻ đẹp trai không? Sáng mới biết cái bệnh gì không? Cái bệnh thì hồi hộp. Cái này là tút lại vẻ đẹp trai mà, đâu có phải đơn giản. Thôi bây giờ là chuẩn bị là coi như Nhật đi lên cho mọi người này. Nhìn xa này nơi lên đồ này rồi, phải nói đến là tinh thần mình bây giờ sao rồi cũng rối lắm biết lên chẽn rồi khám mình có bị bệnh gì quan trọng hay không đó, như là hôm nay cũng rất là vui mà nhìn ra coi thử nó rớt mấy cái còn mấy cái bể rồi đâu đưa ra hết hàm luôn đâu nghe trên đây tiền cũng muốn bể hết cũng hư nghe trên đây nghe trên mới coi thấy hết hàm luôn không cái đây giờ trồng bao nhiêu cây. Ôi ta, chỉ có bác sĩ đếm được chứ tao chịu. Răng cả đó thì có ai mà đếm được. Không đếm được hả? Cái thì còn, cái thì xích, thì cái thì... Mẹ. Nói chung là cái mấy cái răng này là nó đi chiến đấu bên... bên... Nó đi chiến đấu bên Ukraine, nó đang chiến tranh, cho nên là bom đạn nó văng tùm lum gãy. Tê lê tê lê tê lê tê lê. Là cái gì là lúc đó là đang chiến tranh chứ hầm gì đó. Nó rẻ hơn cái hầm. Nguyên nguyên hàm luôn đó là... Là nguyên cái hàm gì đó. Hôm qua có người nói là nhiều tiền lắm nhưng mà không biết được thì cứ lên đó bác sĩ bác nói chứ bây giờ mình không biết được đâu. Cảm giác hồi hộp rồi ha, hồi hộp ha, ép tim ha, ép tim không? Bảo hiểm rồi chưa em? Rồi có đủ. Có đó bảo hiểm rồi coi như lên thành đi thôi. Hả? Đi quận mấy ra? Dạ. Đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ôi, khu chợ đồng nước mình có không? Có không? Có mà đi ra đó đi cho nó gần. Chợ nước đi. Hả? Chợ nước đi. Thì ra đó nếu như mà có thì mình khám gần đây thì lại ok rồi tưởng đâu xa. Biết nhà khoa rồi. Nhà khoa đó. Rồi bây giờ ra đó khám đi. Khoa chỗ là chủ á. Đi biết chỗ. Một bạn ra ngay đó còn hai là anh chạy xuống dưới cái chỗ ông Quảng Phan cái cô được mà chỗ Quảng Phan cũ hồi xưa bác sĩ cũ hồi xưa biết không? Qua chợ cũ được chạy thẳng vô rộng. À, biết mà không nói làm anh em đâu có biết đâu. Lo lắng là mới đưa lên tới thành phố luôn. Xa luôn. Đi làm răng á không phải là đi mà lấy một lần. Đúng rồi. Lấy đi rất là nhiều lần. Đúng rồi. Mà đi vậy thì nhập rất là vất vả. Đúng rồi. Làm ở đây có thì làm đây thôi chứ cần gì mà đi đâu. Đi đâu chứ nó về đâu. Đi đâu. Rồi. Rồi thế. Đi dọn rước đi. Vậy mà sao em không nói sớm? Ai biết đâu rồi có bị thằng răng nó làm biết đâu. Như gặp bà chị bà chủ này bà biết đó cô chú chị. Cho anh phiền thế. Rồi bây giờ là Nhật đẹp trai sẽ lên đường. Đi tút lại mặt tiền nha mọi người. Nếu như mà nó không lên thành phố thì thôi để tí nữa lực tàn trốn đi lãnh cái số một mình nha mọi người. Đó, giờ đi nè. Đó thì như vậy là cái chương trình mà thanh toán cái tiền công cái tiền vật tư của toilet đó là phí đã đưa rồi thì lực tàn cũng sẽ phụ vô trong đó để làm cho nó hoàn thiện nha mọi người. Không biết là có đủ hay không hay là dư thiếu như thế nào á thì lực tàng sẽ cập nhật cho mọi người để mọi người nắm bắt. Thì cái chương trình tiếp theo là anh em sẽ đưa Nhật tính là đi lên thành phố nhưng mà là xa quá với lại ở chợ Cần Đức này cũng có thì chúng ta sẽ ra cái chỗ nha khoa răng đó xem coi là bác sĩ dự đoán như thế nào. Rồi cũng có cái cô Mạnh Thường Quân á, cô cũng có nói là hỗ trợ để cho Nhật làm răng làm đồ cho nó đỡ đau. Thì tiền đến đâu sẽ làm đến đó nha mọi người. Nếu làm răng chi phí em nghe đâu là nó khá là cao tiền chứ không phải là nó ít. Và nếu như mà cao tiền thì cũng cần sự chung tay của cô bác Mạnh Thường Quân. Ai có nhã ý muốn giúp làm răng thì giúp. Còn tiền của cô chú Mạnh Thường Quân á là lực tàng làm theo ý kiến của Mạnh Thường Quân hết.
Ví dụ như muốn giúp làm toilet á thì lực tàng sẽ làm toilet, còn muốn giúp mà làm bếp á thì lực tàng làm bếp, đúng không ạ? Rồi muốn giúp mà để mà trợ giúp mua cái này cái kia về sau này để cho thằng Nhật nó có tương lai á thì lực tàng sẽ làm theo, chứ lực tàng không dám trích những số tiền này của các cô chú mạnh thường quân đã vào việc hết rồi để rồi mà làm răng cho Nhật nha mọi người. Nói chung là số tiền còn không được bao nhiêu nữa cả. Rồi anh em cũng còn rất là nhiều cái dự án để mà cứu vớt cuộc đời nó, thì cũng mong cô bác tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho tất cả các anh em để tất cả các anh em có động lực mạnh hơn nữa để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn như Nhật nha cô bác. Rồi đến đây clip được tạm xin được tạm dừng. Cảm ơn cô bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.